Thúy Ngân khoe body cực phẩm đốt mắt vì đường cong nhức nhối. Thúy Ngân gia nhập đường đua khoe dáng cực phẩm chào hè. Dân tình rần rần khen ngợi. Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Ngân mới đây chia sẻ hình ảnh chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Cô viết: "Chúc các cô gái của tôi ngày mùng 8 tháng 3 thật hạnh phúc và luôn được cưng chiều nha." Thả dáng cạnh hồ bơi, Thúy Ngân gây sốt bởi sắc vóc trẻ trung xinh đẹp. Nữ diễn viên đình đám lăng xê trang phục ren xuyên thấu mặc như không, làm lớp nón nội y màu sắc tương phản. Ở tuổi 32, Thúy Ngân đặc biệt chăm chút đến ngoại hình. Những kiểu trang phục, kiệm vải càng tôn lên body sao nữ, đặc biệt đôi chân thon dài. Cùng sự nghiệp thành công, nhan sắc của Thúy Ngân cũng ngày càng thăng hạng vượt bậc. Sao nữ được khen bởi gu thời trang phóng khoáng, gợi cảm. Hè năm ngoái, nữ diễn viên trên bàn nhậu dưới bàn mưu cũng diện đổ bộ miền biển cả với bản phối xuyên thấu. Cô chuộng kết hợp áo tắm với ren, vừa đủ gợi cảm nhưng không hớ hênh quá đà. Trong một chuyến đi chơi biển khác, Thúy Ngân cực bốc nửa khi bộ áo tắm hai mảnh với những đường cắt xẻ táo bạo. Ngôi sao Running Man Việt Nam tự tin khoe đường cong cơ thể quyến rũ ba vòng nảy nở. Với chiều cao 1m70, cô nàng dễ dàng chinh phục được các kiểu dáng trang phục ít vải. Thúy Ngân đã khẳng định vị thế của mình không chỉ là một nữ diễn viên xuất sắc, mà còn là biểu tượng về vẻ đẹp vóc dáng tại làng giải trí Việt.